Chào tất cả các bạn, hôm nay mình có làm được cái bóng đèn các bạn. Thì mấy cái loại bóng đèn này tích điện các bạn. Thì mấy cái loại đèn này á, thì hôm trước mình cũng mua thôi, từ dựa thôi. Thì hôm nay á, mình cũng hư hết các bạn, đa phần hư pin hết nè. Cái này á, thì mình mở nó cũng còn điện nè, nhưng mà mình sạc chút là nó xài chút là hết pin nè. Cái này cũng vậy nè, cái này cũng còn chớp chớp nữa các bạn, nhưng mà xài chút hết pin thôi. Đây, nó còn chớp nè. Đó. Nó chớp chớp vậy thôi, chứ nó hết pin nè. Pin nó chai hết rồi. Thì cái này cũng vậy luôn. Cái này luôn. Thì cái này thì con tắc nó rớt vô trong à. Để chút xíu mình kiếm cái gì để mình thay vô. Thì nó cũng hình thức nó cũng giống vậy luôn các bạn. Đây mình nhận cho các bạn xem nè. Đây nó cũng là điện nè. Nhưng mà các bạn xài, bạn sạc đầy thôi. Các bạn xài trong vòng khoảng có 2 phút à. Không tới 2 phút là hết trơn điện. Nó kỳ cục gì đó. Các bạn nhiều lúc các bạn cũng không hiểu nguyên nhân tại sao đâu. Thì hôm nay mình chia sẻ video này, mục đích đó là mình sẽ thay pin lại cho nó. Thì nó sẽ là một trường hợp là cơ bản rồi. Nhưng mà cái nhà sản xuất các bạn thấy một trên một điều trên một cái đèn này nè. Thì các bạn thấy trên mỗi cái đèn nè, nó đều có làm cho mình một cái này nè. Đây, đây mình gỡ cái bên này ra chút xíu, mình có thể mình sửa cái đèn bự ra đi. Chứ cái đèn nhỏ nó không sáng bằng con bự đâu. Đây. Đây các bạn thấy nha. Thì ở đây nó sẽ có một thì trên cái đèn này nó sẽ có một cái là một cái lỗ để nè, một cái này có thể là một cái jack USB được nè. Đây là mũi jack sạc nè, mà tại sao trên đây người ta mới làm thêm một cái jack sạc nữa, thì do trong cái quá trình này á, thì cái jack này có thể mục đích nó cắp nguồn ở đây và nó sẽ xài cho cái này luôn, sạc pin rồi nó sẽ xài là khi mình mở công tắc lên nó sáng phần này. Nhưng mà bây giờ trường hợp này mình sẽ chế lại, do là cái nhà sản xuất người ta tiết kiệm cái tiền điện để bán cái những món đèn này á, nó sẽ rẻ hơn cho đến tay người dùng, nên người ta đã bỏ qua cái vấn đề này. Thì cái người mà người ta làm ra cái đèn này á, người ta sẽ nghĩ là tới sẽ có làm cái một cái mạch sạc dự phòng ở đây, có thể là vừa sạc pin lại cho điện thoại mà có thể là vừa sạc cho cái cell pin trong đây. Nhưng mà người ta để tiết kiệm điện cho cái người dùng, tiết kiệm cái tiền cho cao tiền khi bán ra cái sản phẩm á, nên người ta đã lược bỏ rồi, người ta dán vô đây cho bỏ thôi. Thì hôm nay mình sẽ tận dụng cái này, mình chế lại cái mạch sạc dự phòng vô đây, thì nó có thể là vừa sạc xe pin, nó sẽ an toàn hơn cho cái những xe pin trong đây. Cái thứ hai nữa là nó có thể vừa sạc ngược lại trên điện thoại, trong phòng ngừa trong những thời gian mình cúp điện nha. Thì cái trường hợp như vậy đó các bạn. Thì mỗi bóng đèn nào nó đều có hết trơn à. Các bạn thấy bóng này cũng có nè các bạn. Đây mình nhận ra cũng có nè, tại mình không có gỡ cái tem ra thôi. Thì cái này nó cũng có nè. Thì ở đây cũng vậy, mỗi bóng nào nó đều có hết. Có những một số loại nó cũng không có nha các bạn, nhưng mà đa phần có rất là nhiều, mình mua mình xài á thì đa phần đều có hết trơn á. Thì hôm nay mình sẽ chế vô nha. Thì bỏ qua bóng đèn này, hai bóng này nó nhỏ thôi. Bóng này nó mình gắn có được có một hai xe pin nên nó cũng rất là khó mà mình chế sạc dự phòng được. Mình sẽ không tận dụng nó. Và mình sẽ tận dụng qua cái bóng này. Cái này nó lớn nha. Cái này cái bóng đèn này nó nếu mà so với cái bóng đèn 220 á, thì nó cái vỏ nó bự của nó có thể lên tới khoảng 340W á. Thì hôm nay mình sẽ tận dụng cái đèn này nha. Thì mình sẽ tháo ra. Thì mình gỡ ra nè các bạn. Thì nó đây nó có chim cho mình một cái miếng mút nè. Miếng mút nè các bạn. Miếng mút để nó đỡ cái bóng đèn nè. Các bạn thấy không? Đây là một miếng mút. Thì miếng mút này đây. Tiếp tới đây á thì nó sử dụng cho nó 4 cái cell pin mắc song song. 4 cell các bạn. Mà cái cell này nó không có hiệu gì trên. 4 cell nha. Cell cũng rất là lớn chứ không phải nhỏ đâu. 4 cell. Thì nó thông qua một cái mạch nè. Đây các bạn thấy nha. Đây. Và một cái mạch nè. Cái mạch này á, thật sự ra mình xài thời gian mình mới phát hiện cái mạch này thật sự ra nó không phải là cái mạch mà để mà sạc mà an toàn cho pin. Mà cái mạch này á, mục đích khi mình găm điện ra nó cắp vào bóng đèn nè. Rồi nó sẽ sạc xe pin trong cái trường hợp và lúc mà mình không xài á, nó dư điện sẽ nạp cho xe pin này. Và cái mạch này á, là nó sạc trực tiếp cho xe pin này luôn, nó không qua gì hết. Và nó chỉ có cái trường hợp là trên cái mạch nó ngắt hay không là trên cái cục sạc á. Chứ đây nó không có ngắt nha. Thì thấy các bạn thấy đây, nó đơn giản nè, mình gỡ hết cho các bạn xem luôn nha.
Thì những cái loại đèn này giá nó giá rẻ hả các bạn. Mình mua cái đèn này hình như là lúc đó mình mua thường 110.000 cái gì. Có một số cái là mình mua từ ngoài dây chai, một số cái là mình mua mình xài nha, chứ không phải là dây chai không ai mà bán cho mình nhóc hết trơn. Thì đây các bạn thấy nè, đây, cái mặt này nó có hai cục pin nè. Thì ở đây nó cái mạch này các bạn thấy linh kiện nè, nó chỉ có một cái dắt để mình sạc pin thôi. Đây mình nhận, các bạn nhận lên điện nè, nó mờ mờ thế, nó không sáng luôn. Ở đây mình tắt vào một cái dắt để mình sạc pin này thôi. Đây, các bạn thấy cái dắt này nha, dắt nó sạc pin thôi chứ không có nhiệm vụ hết. Này rất hay, các bạn thấy không, nó không có gì trơn. Thì cái trường hợp này bây giờ mình nói các bạn thì mình sẽ bỏ luôn, mình không xài những 4 xe pin này nữa, mà mình sẽ độ lại 4 hay 6 cái xe pin khác cho đây nha. Mình sẽ độ lại và cái mạch này mình sẽ tận dụng lại nha. Mạch đèn thì mình sẽ không thay đổi đâu, chắc chắn một điều là mình sẽ không thay đổi mạch đèn này, mình sẽ tận dụng lại và mình sẽ chế thêm một cái mạch sạc dự phòng vô ngay chỗ này luôn. Thì để chế các bạn có thể tận dụng những cái cục sạc dự phòng loại này nè, loại nhỏ, loại 2 cell 1 cell á, thì các bạn cái loại này á, các bạn có thể mới gắn được cái mạch vô nha. Chứ các bạn mà sử dụng những cục sạc dự phòng mà bự vậy á thì nó dài quá, các bạn gắn vô đây nó sẽ không lọt nha. Thì nó mục đích các bạn thấy trên cái cục sạc dự phòng này nè, đây nó 1 cell nè, thì đây nó sẽ có một cái đầu giống hệt, các bạn thấy không đó. Thì mình sẽ tận dụng những cái này luôn, mình làm luôn nha cho nó tiện chứ không gì. Đây mình đã gỡ ra một sáng một mạch sẵn rồi nè, thì mình sẽ gắn vô đây. Thì thật sự ra gắn vô nó cũng không vừa nha các bạn, nó cũng ở trên, nó chuẩn bị nhích chút xíu nè. Thì bây giờ cái trường hợp này mình sẽ tiến hành mình làm, mình phét cho sao cho nó vừa lại. Đây nó có hai cái phiết nè, còn hai cái mạch nó có phiết nè. Thì nó có thể nó có một số lô mạch này có thể vừa luôn, nhưng mà mình tận dụng những cái gì đó có sẵn ở nhà, có sẵn thì mình làm thôi chứ mình không có mua mới nha. Đây bây giờ mình sẽ bắt đầu mình làm nha. Cái video làm mình sẽ tua nhanh chút xíu nha các bạn, để cho nó mất cái thời gian các bạn xem nha.
Đây nè các bạn, khi một hồi mình đã hàn xong cái xe pin này nè, thì bây giờ hiện tại đây là 4 nè, mình đã bỏ ga, mình đã mắc ở thành là 6 xe rồi nè, mình mắc song song nha các bạn thấy nè, thì cái cực cái ngay đầu này là cực dương nha, các bạn thấy để ý nha, đây cực dương nữa à, thì cái đầu đây là cực dương nè, mình sẽ hàn dây đỏ nha, đúng dây luôn các bạn, thì dây này sao là cực âm nè, mình sẽ hàn lên nè, thì mình sẽ hàn ở đây qua hai một cái dắt, thì giống như cái dắt hồi nãy hiện tại mình gỡ ra, các bạn gỡ ra các bạn để ý chút xíu, có một số cái loại á, cái pin này á, cái đầu dương lại nó hàn dây đen cũng có, mà cái dây âm á, thì nó hàn dây đó, cái đầu âm á, thì nó hàn dây đỏ cũng có nha, các bạn gỡ ra các bạn mới phân biệt kỹ, để không thôi bạn làm nó sẽ lộn nha. Thì phần đó, thì cái phần xe pin này á, thì mình sẽ tăng thêm cho nó này nè, thì những cái xe pin này á, các bạn mình đã đo sẵn hết trơn rồi, cái dung lượng của nó hiện tại của nó còn có thể là khoảng từ 2000 trở lên á, tuy là sạc dự phòng cũ mình gỡ ra nhưng dung lượng 2000, thì trong 6 cục này á, thì nó khoảng có 15000 trở lên nha, không dưới nha các bạn, thì 6 cục này thì nó cũng khoảng có 15000 á, thì mình sẽ gắn vô đây, thì các bạn thấy cái bình này gắn đây nè, mình gắn vô đây thì các bạn gỡ sao mình gắn vậy thôi, thì ngay chỗ này thì các bạn gỡ ra thì các bạn gắn lại, gắn sát lại nha các bạn, để thôi nó chạm cực mất công rồi nó hư nha, thì gắn ở đây nè, đây mình gắn lại nha, ngay này các bạn cách điện bằng keo cho mình nha, để lỡ nó hư nó chạm nó hư, thì cái phần đầu tiên là mình sẽ cách keo nó nha, ngay này bạn thấy này, đây mình để đây nè, sẽ nó dính vô đây luôn nè, nó sẽ không có vụ mà nó bị chạm nữa nha, sẽ sát xuống rồi nha. Thì giờ ngay chỗ mạch này thì mình sẽ nối dây lại thôi, mình thấy nó sườn dắt nha các bạn, nối lại thôi, thì quan trọng cái phần cái quan trọng nhất á, là các bạn phân biệt đúng cực, các bạn thay vô thì nó sẽ được thôi, chứ không gì nó cũng không phức tạp nha các bạn. Nên bây giờ mình tiến hành mình ngâm sạc nha các bạn, mình sạc cho thử nha. Các bạn hãy chớp chớp nha, tại vì do cái này nó là vàng, nó là cái camera của mình nữa, thì nó mà cái bóng đèn lại màu đỏ nữa, các bạn thấy nó sẽ có hiện tượng hơi khó nhìn thấy nha, thì nó đang hiện tượng là đang sạc nha. Thì cái độ này á, mình sẽ tiến hành mình sạc từ nó đây, mình sạc từ cái này nè, mình sẽ sạc cái không sử dụng cái này, mình sạc dự phòng nè, mình sạc cho cục xe pin thì nó sẽ an toàn hơn, nó sẽ không thế nào nó sạc cạn dây pin của mình được, sạc cạn dây pin của mình, và mình tận dụng không tận dụng cái dắt này các bạn, đây nó có cái dắt sạc đó nè, dắt sạc của cái mặt kệnh của nó có sẵn á, mình sẽ không tận dụng, mình sẽ bỏ luôn, mình tận dụng cái này mình xài. Thì bây giờ mình tiến hành mình sạc ngược cái điện thoại cho các bạn xem nha, đây mình sẽ tận dụng một cục cộng dây sạc khác nè, mình sạc cái điện thoại, thì mục đích của mình là cho tới là mình sạc điện thoại trong phòng ngừa thời gian cúp điện nha các bạn. Đây các bạn thấy nó đang nhận sạc nha, đó cục sạc mình đang báo rồi, đây chạy liền lên nè, báo ra rút ra các bạn, thì được các bạn, thì rất là tiện các bạn, bạn làm cái đèn này được là bạn rất là tiện, thì các bạn có thể là phòng ngừa trong cái thời gian cúp điện là một nè, thứ hai nữa là mình sẽ tận dụng để mình xài luôn, cái xe pin này sẽ tăng lên, dụ như dung lượng khoảng 15000 á, thì bạn xài cái bóng led này nó cũng khoảng cỡ từ 7 đến 8 tiếng được, tại cái thời gian này rất là dài, thì bạn xài hết á thì các bạn sạc lại, bạn sạc trực tiếp từ cái mạch sạc dự phòng này thì nó sẽ an toàn xe pin mình luôn. Thứ hai nữa mình tận dụng thời gian cúp điện thì mình lấy ra để mình sạc được cái điện thoại cho mình, đây rất là sáng nha các bạn, mình không có tắt cái đèn được nha, nên mình bật cái đèn kia luôn, nó không sáng, bạn nhìn thấy nó không rõ lắm, thì rất là tiện nha các bạn. Thì các bạn mà thấy video mình chia sẻ hay hữu ích thì các bạn cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha, thì để mình có động lực mình ra những video nó khác hay hơn. Thì cuối video mình chúc cho tất cả các bạn thì ngày mới luôn vui vẻ và thành công, thì làm việc đó thì luôn thành công nha, rồi sức khỏe luôn dồi dào, thì mình xin chào và hẹn gặp lại.